với chuỗi các thì cơ bản của chúng ta, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn rất là đơn giản, giống như cái tên của nó đúng không? Thì hiện tại đơn giản. Thì hiện này rất là hữu dụng khi các bạn muốn mô tả về các hoạt động chúng ta có ở trong quá khứ, như mô tả một kỳ nghỉ mà bạn đã đi ở trong IELTS là một đề sao rất thường gặp đúng không nào? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng cô đi từ A đến Z thì hiện tại đơn nhé. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách dùng của thì hiện tại đơn. Cách dùng. Cách dùng của thì hiện tại đơn rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có 3 cách dùng chủ yếu. Đầu tiên, các bạn đều đã biết đúng không nào? Thì hiện tại đơn diễn tả một gì? Hành động, một sự việc. Một hành động, một sự việc sao? Đã xảy ra trong quá khứ. Đã xảy ra trong quá khứ. Và sao? Đã kết thúc chưa hay còn liên quan đến hiện tại? Nếu còn liên quan đến hiện tại, còn ảnh hưởng đến hiện tại, tiếp diễn đến hiện tại, chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành đúng không nào? Còn thì quá khứ đơn thì hành động này đã kết thúc trong quá khứ rồi. Đã kết thúc trong quá khứ rồi. Cô ví dụ nhá. Tuần trước cô mua cái áo này. Tuần trước cô mua cái áo này, cô sẽ nói là gì nhỉ? Last week I bought the shirt. Last week I bought this shirt. Hành động này đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ rồi, đúng không nào? Cách dùng thứ hai của chúng ta thì hiện tại đơn diễn tả một chuỗi sự việc xảy ra trong quá khứ. Một chuỗi sự việc xảy ra trong quá khứ. Cô ví dụ nhé. Ngày hôm qua, yesterday, yesterday, I woke up. Ngày hôm qua mà, woke up. Right. Then, sau đó, then I went to A-less school. Okay. Ngày hôm qua tôi thức dậy, sau đó tôi đi đến trường A-less school. Và sau đó, after that, I learned English with my teacher. Sau đó thì tôi học tiếng Anh với cô giáo của tôi. Yesterday I woke up. Then I went to A-less school. After that, I learned English with my teacher. After that, I went home and practiced speaking English in front of a camera. Ngày hôm qua tôi thức dậy, sau đó tôi đi đến trường A-less. Sau đó nữa tôi học tiếng Anh với cô giáo của tôi. Sau đó tôi về nhà và luyện tập tiếng Anh trước cái máy quay. Ok, và các bạn thấy đó là một chuỗi sự việc xảy ra trong quá khứ, đúng không nào? Cách dùng thứ ba của chúng ta thì quá khứ đơn sẽ diễn tả một thói quen ở trong quá khứ và thói quen đấy đã kết thúc rồi. Một thói quen trong quá khứ đã kết thúc. Ok, hồi nhỏ thì bạn nào muốn thích ăn kẹo giơ tay nào. Các bạn cũng giống cô cũng rất là thích ăn kẹo, nhưng mà lúc nhỏ xíu thôi, bây giờ thì cô không thích nữa rồi. Vậy thì cô sẽ nói là when I was a little kid. Cô rất thích ăn kẹo và cô ăn kẹo hàng ngày luôn. I ate sweets every day. Every day. Ngày nào cũng ăn, ok? When I was a little kid, I ate sweets, hay là candies, every day. Khi tôi còn là một đứa trẻ rất là bé thì tôi ăn kẹo hàng ngày. Và đó là một cái thói quen ở trong quá khứ mà đã kết thúc rồi.
Đấy. Và với cái cách dùng này thì chúng ta sẽ có một cái cấu trúc khá là đặc trưng nhé. Đó chính là cấu trúc used to. Đấy, cấu trúc used to. Cô có thể vẫn nói cái câu kia. Cô sẽ nói là when I was a little kid, I used to eat sweets every day. À, và các bạn nhận thấy là used to sẽ cộng với verb nguyên diễn tả một thói quen trong quá khứ đã kết thúc khi tôi là một đứa trẻ. Tôi từng, à, tôi đã từng ăn kẹo hàng ngày, ngày nào cũng ăn. Phần thứ hai chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công thức của thì quá khứ đơn. Vậy thì với cách dùng như vừa rồi, nếu chúng ta muốn hình thành một câu ở trong thì quá khứ đơn thì chúng ta sẽ phải làm những bước gì? Ok. Phần thứ hai của chúng ta sẽ là form. Vẫn như các thì mà chúng ta làm thôi thì chúng ta sẽ đi qua ba dạng của thì đúng không nào? Khẳng định này, phủ định này và nghi vấn. Trong đó thì chúng ta sẽ chia ra làm hai trường hợp với động từ gì? Động từ to be và động từ thường, đúng rồi. Ok, động từ thường là những động từ mà không phải động từ to be thôi. Nhá, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu động từ to be. Sẽ có công thức là gì nhỉ? Chủ ngữ cộng. Động từ to be chia ở thì quá khứ đơn sẽ là gì? Chính xác. Was và were. Ok rồi. Phần thứ hai chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công thức của thì hiện tại đơn. Phần thứ hai, forms. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu công thức của nó trong ba dạng: khẳng định, phủ định và nghi vấn, đúng không nào? Nghi vấn. Rồi, và để cụ thể thì chúng ta sẽ tìm hiểu công thức với động từ to be này và công thức với động từ thường nhé. À, động từ thường này, động từ không phải động từ to be thôi. Rồi, với câu khẳng định chắc chắn là đầu tiên chúng ta sẽ phải cộng với gì? Chủ ngữ, đầu tiên phải có chủ ngữ trước. À, sau đó đến động từ to be. Các bạn còn nhớ động từ to be trong thì hiện tại đơn chúng ta chia thế nào không? Am is are đúng không nào? Am is are đúng không? Thế nhưng mà trong thì quá khứ đơn thì chúng ta sẽ không chia là am is are mà chúng ta sẽ chia là gì? Ok, was hoặc là were đúng không nào? Right, chúng ta sẽ chia là was hoặc là were. Với chủ ngữ nào? Phụ thuộc vào chủ ngữ. Chủ ngữ nào mà chúng ta chia trong thì quá khứ đơn là am và is thì sẽ là chia là was trong thì quá khứ đơn. Tóm lại là những chủ ngữ số ít đúng không nào? I am, I là số ít, một mình tôi thôi. He, she, it, chủ ngữ số ít. Và cái gì? Các danh từ số ít nữa chúng ta sẽ chia là was. Rồi, còn các chủ ngữ số nhiều mà chúng ta chia là are trong thì hiện tại đơn đấy, như là gì? You, we, they, các bạn. À, you, we, they và các danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ chia là are thì hiện tại đơn, đúng không? Chúng ta sẽ chuyển thành were trong thì quá khứ đơn nhé. À, và nhiều bạn sẽ hay nói là gì nhỉ? Was ngắn và was dài ấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta phát âm đúng, chúng ta nói là was và were. À, thì nó sẽ không có vấn đề gì về cái việc nhầm lẫn này nữa nhá. Ok, chúng ta chia là was và were. Ok, và cộng với những cái gì đằng sau đấy tùy các bạn. Trong thể phủ định có gì đây? Chủ ngữ, đúng rồi. Gì nữa? À, đúng rồi, vẫn là was hoặc là were. Là gì? Not, chính xác, not. Và cộng một cái gì đấy. Rồi, còn thể nghi vấn thì các bạn bưng cái gì lên đây? Đúng rồi, chúng ta sẽ đảo was hoặc là were lên đầu và cộng một cái gì đấy đằng sau. Ok, chủ ngữ, sau đó cộng cái gì đấy đằng sau, đúng chưa nào? Còn nếu các bạn muốn hỏi một câu hỏi mở với từ để hỏi thì các bạn chỉ việc thêm gì? W question words ở đây thôi, đúng không nào? Chỗ này hơi nhỏ nè. W H question words, ví dụ như what, how, why, when. Ok, vậy thì đây là công thức đối với động từ to be. Còn công thức đối với động từ thường thì sao? Cô sẽ viết ở đây nhá. Đầu tiên là thể khẳng định, chắc chắn là phải chủ ngữ rồi. Sau đó sẽ cộng với gì? Động từ đúng không?
Nhưng mà động từ như thế nào nhỉ? Động từ trong thì quá khứ đơn chúng ta sẽ chia thế nào? À, thêm đi. Và gì? Nếu mà bất quy tắc nữa đúng không? Đúng không nào? Có quy tắc thì thêm ed, còn bất quy tắc thì chúng ta tra bảng. Đúng không? Tra bảng chúng ta tra cột mấy? Đúng rồi, cột 2, cột đầu tiên trong bảng bất quy tắc sẽ là gì nhỉ? Động từ nguyên thể. Cột 2 sẽ là gì? Past simple hoặc là past tense, tức là các động từ trong thì quá khứ đơn. Và cột thứ 3 là gì? Phân từ 2 đấy, là past participle, các hoàn thành phân từ đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ chia động từ, nếu mà bất quy tắc thì nó sẽ là cột 2 nhá, trong bảng bất quy tắc nhá. Còn có quy tắc thì chúng ta sẽ thêm ed. Đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần này trong mục ngay sau đấy. Rồi, nếu mà nó ở dạng quá khứ, à cô xin lỗi, ở dạng gì? Phủ định thì sao? Vẫn là chủ ngữ đúng không nào? Và phải có cái gì đấy? À, nếu trong thì hiện tại đơn chúng ta có trợ động từ gì? Don't, đúng không? Thì trong thì quá khứ đơn chúng ta có trợ động từ didn't. À, nếu viết rõ ra sẽ là did not, còn viết tắt của chúng ta sẽ là didn't. Và chúng ta sẽ cộng với gì? À, verb, nhưng mà verb thế nào? Verb nguyên nhá, verb nguyên thể nhá. Cô sẽ ghi ở đây là verb bear hoặc là verb infinity được chưa nào? Verb bear, verb nguyên thể. À, các bạn thấy nó rất là dễ, các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến cái động từ nó là cái gì, phải chia nữa trong cái mục câu phủ định này. Câu nghi vấn cũng thế. À, các bạn sẽ gì? Trong hiện tại đơn các bạn đảo do lên đầu, đảo does lên đầu đúng không? Trong thì quá khứ đơn các bạn sẽ đảo gì? Các bạn sẽ đảo did lên đầu và vẫn cộng với chủ ngữ đúng không nào, và cộng với động từ ở nguyên thể. Hết dấu hỏi chấm. Còn nếu các bạn muốn hỏi một câu hỏi mở thì cũng giống như bên kia thôi, các bạn thêm cái từ để hỏi ở đây. Đó, các bạn thêm cái từ để hỏi ở đây nhá. Đi xem nào. Rồi bây giờ cô sẽ lấy ví dụ một loạt để các bạn hiểu được chúng ta sẽ hình thành câu như thế nào nhé. Thứ nhất là với động từ to be. Ví dụ, tôi từng là một đứa trẻ con. I was, đúng chưa? I là chủ ngữ số ít, phải là was a little girl. Ok chưa nào? Còn sao? I was not. I was not gì đây nhỉ? Thôi nha, tạm thời chưa nghĩ đến ý nghĩa trước thì chúng ta lắp vào công thức để chúng ta tìm hiểu cái công thức hình thành câu như thế nào trước nhá. Tập trung vào công thức trước này. I was a little girl. Nếu mà thành phủ định thế, I was not a little girl, đúng không nào? Nếu mà thành nghi vấn thì gì? Was I a little girl? Yeah, nghe ý nghĩa nó không được sáng lắm đúng không? Nhưng mà chúng ta tạm thời tập trung vào cái công thức trước nhá. Còn nếu mà cô muốn hỏi WA question đúng không? Cô sẽ hỏi là gì? Bạn từng ở đâu? Where was you? Where was you? À, thì là có vẻ là cô thấy một cô gặp một người bạn dạo gần này thì chả thấy đâu, xong tự nhiên thấy, thì cô hỏi là bạn đã ở đâu đấy? Ở đâu đấy? Where was you? Đúng không nào? Để sang bên này. Đối với động từ thường thì sao? Cô ví dụ này. I ate a lot of sweets when I was a little kid, đúng không? Cô đã từng ăn rất là nhiều kẹo. I ate a lot of sweets. Rồi, when I was a little kid, khi cô còn nhỏ, thì các bạn thấy là gì? Chủ ngữ đây, verb có quy tắc thì thêm đi, còn bất quy tắc thì động từ ở cột 2. Thì cô thấy là gì nhỉ? Các bạn thấy là gì nhỉ? Động từ eat, ăn ở đây, nguyên thể nó là eat, nhưng mà đây là động từ bất quy tắc cho nên nó sẽ chuyển thành ate, I ate a lot of sweets. Ok, còn nếu mà cô muốn biến nó thành câu phủ định thì cô sẽ làm gì? Nhìn công thức này. I didn't, đúng không? Didn't. Verb gì? À, verb nguyên thể. Nguyên thể là gì? Eat. Ok, a lot of sweets. Right? Bây giờ nhá, đến câu nghi vấn thì cô đảo cái gì? Chính xác. Did I, động từ nguyên thể đúng không nào? Did I eat?
a lot of sweets when I was a little kid, right? Rồi bây giờ cô muốn hỏi là tôi đã ăn gì khi mà tôi còn nhỏ thì sao? Tập trung vào công thức trước nhá. Thì cô sẽ cái gì đúng không? Sẽ từ để hỏi gì nhỉ? Sẽ dùng từ để hỏi nào? What? Okay. Chính xác. Cô sẽ hỏi là what, đúng không nào? What did I eat when I was a little kid? Right? Và đấy là cái phần công thức của chúng ta trong thì quá khứ đơn. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu công thức của thì quá khứ đơn đúng không nào? Và trong cái phần động từ đấy, cô hứa với các bạn là cô sẽ làm rõ cho chúng ta cái gì? Cái động từ trong thì quá khứ nó như thế nào nhá. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ 3. Động từ. Động từ thường trong thì quá khứ. Đúng chưa? Động từ thường trong thì quá khứ thì cái quy tắc để chúng ta biến đổi đấy, cô đã nói ở phần trước là gì? Thêm ed hoặc là bất quy tắc đúng không nào? Các trường hợp của quy tắc thì chúng ta thêm ed và các trường hợp bất quy tắc thì chúng ta sẽ tra bảng. Ok, vậy thì cô sẽ nói về cái trường hợp bất quy tắc này trước nhá. Irregular verb. Irregular verbs, tức là các trường hợp bất quy tắc trong tiếng Anh. Rồi, các trường hợp bất quy tắc này thì không có cách nào khác là chúng ta phải học thuộc thôi. Và nó có khoảng 360 từ. Các bạn lưu ý là những cái từ này là những cái từ cơ bản và thông dụng thôi. Còn thực sự trong tiếng Anh còn rất là nhiều động từ khác. Thì không có cách nào khác chúng ta phải học thuộc. Thế nhưng mà trong tiếng Anh sử dụng thì người bản xứ, người ta nghiên cứu là sao? Thường người ta sử dụng những động từ bất quy tắc này hơn là nhiều hơn là những động từ có quy tắc. Và bản thân cô trong quá trình sử dụng tiếng Anh thì cô cũng thấy điều này là đúng. Và nếu mà các bạn sau khi thuộc xong cái bảng động từ đấy thì các bạn sẽ thấy là những cái động từ mà bất quy tắc ấy nó dễ học hơn là những cái động từ có quy tắc. Bởi vì sao? Cái động từ có quy tắc các bạn phải nghĩ là ô, mình phải thêm ed như thế nào, mình viết như thế nào, phải đọc cái đuôi ed đấy như thế nào, là t hay là it. Còn cái động từ bất quy tắc này này thì nó fix rồi, tức là sao? Nó có cái bảng rồi, nó như thế rồi, mình học theo thôi nhá. Thì cô ví dụ một số những cái động từ bất quy tắc. Ok, bắt đầu một chữ A đi, chúng ta sẽ có it. À, chúng ta sẽ có gì nhỉ? Bắt đầu một chữ B đi, chúng ta sẽ có buy, bought. Bought đúng không nào? À, và cái động từ ở cột số 2 này chúng ta sẽ dùng trong thì quá khứ đơn. Còn cái động từ ở cột số 3 chúng ta sẽ dùng trong thì gì? Đúng rồi, thì hiện tại hoàn thành. Các thì hoàn thành nhá, nó là cái phân từ 2 đấy. Còn cái này là phân từ 1, phân từ 2 nhá. Một số những cái ví dụ khác này. By này, come này, đến này, came. Come đúng không nào? Become, became, become. Rồi sleep, slept, slept. Keep, kept, kept. Cut, cut, cut. À, các bạn thấy là nó không có một quy tắc gì cả. Cái này là buy thành bought này, come thành came này, rồi sleep thành slept, cut thì không thay đổi đúng không nào? Thì tuy nhiên là trong khi các bạn học 360 cái từ này, các bạn sẽ nhận thấy nhá, become này, come này, đó, nó giống nhau đúng không? Come came come, become became become, hay là gì đấy, sleep và keep là có cái đuôi gì e e p p này, giống nhau đúng không? Sleep, slept, slept, keep, kept, kept. Đó, nó sẽ xuất hiện những cái cặp tương tự nhau như thế này. Thì trong quá trình các bạn học, các bạn có thể học theo cụm để chúng ta dễ nhớ hơn và chúng ta dễ nắm bắt hơn nhá. Cũng trong cái mục các động từ bất quy tắc này thì cô sẽ lưu ý với các bạn một số những cái trường hợp các từ mà chúng ta lẫn lộn cách phát âm là một, các từ chúng ta lẫn lộn với nhau là hai nhá. Phần thứ hai sẽ là các trường hợp lưu ý. Các trường hợp lưu ý.
Lưu ý nhưng mà trong cái gì đây? Trong cái phần động từ bất quy tắc này đúng chưa nào? Cô sẽ để đây là dấu sao. Các trường hợp cần lưu ý. Rồi, trường hợp đầu tiên sẽ là các trường hợp phát âm. Cô sẽ đưa ra các từ nhé. Say, said, said. Pay, paid, paid. Các bạn thường đọc như thế nào nhỉ? Say, said, said đúng không? Pay, paid, paid đúng không? Phải không nào? Thế nhưng mà cái đuôi này nhé, khi mà nó chuyển thành phân từ 1, phân từ 2, chúng ta sẽ đọc là e. Chữ e, chữ e đấy. Nhá, mình sẽ đọc là say, said, said, said. Pay, paid, paid. Nó là p-e-d, paid, said. Ok chưa nào? Trường hợp thứ hai cần lưu ý, đó chính là những cái từ có chữ này này, e, w. Cô lấy ví dụ các bạn dễ hình dung luôn này. Vẽ là gì nhỉ? Draw. Ok. Right. Gì ấy nhỉ? Fly. Bay. Đúng chưa nào? Rồi, còn gì nữa không? Biết là gì? Rồi, các bạn nhìn được không? Ok nhá. Chúng ta sẽ thấy cái gì đây? Cái đuôi này. Cái đuôi này đúng không nào? Cô xin lỗi nhá, cái này không có. Thường thì các bạn sẽ đọc là gì nhỉ? Thường thì các bạn sẽ đọc từ này là gì nhỉ? Draw, drew, drew. Fly, flew, đúng không? Know, knew thì đúng rồi. Phải không nào? Thì cô sẽ phân tích hai cái trường hợp này trước nhá. Cái này mình sẽ đọc là draw, ok. Nhưng mà cái này mình sẽ không đọc là drew. Mình sẽ đọc là drew. Nó là âm u dài, drew. Cái này cũng thế, drew. Và cái này là flew. Draw, drew, drew. Fly, flew, flown. Right. Rồi, mình lưu ý nhá. Còn cái từ này, mình có thể đọc từ này là new. Mình cũng có thể đọc từ này là nu. Đấy, cái trường hợp của chúng ta đều có thể đọc là U, hoặc cũng có thể đọc là U, không sao cả nhá. Cái trường hợp cần lưu ý thứ ba của chúng ta sẽ là những cái từ gây nhầm lẫn hay nhầm lẫn với nhau. Những cái từ mà chúng ta hay nhầm lẫn với nhau nhá. Rồi, cô sẽ lấy ví dụ này. Đó chính là cái từ ngã, chúng ta là fall, đúng không? Fall, fell, fell. Từ cảm thấy của chúng ta là gì nhỉ? Feel. Feel thì là felt, felt. Đúng không nào? Rồi, các bạn lưu ý là mình không nhầm giữa hai cái cặp này nhá. Các bạn lưu ý là mình sẽ không nhầm lẫn giữa từ fall và từ feel, được chưa? Fall, fell, fell. Feel, felt, felt. Được chưa nào? Có từ này mình cũng hay nhầm nữa này. Từ tìm thấy là gì? Find, find, found, found. Từ này có nghĩa là tìm thấy đúng không? Với cái từ này, từ found. Cái từ này thì nó giống cái từ này. Thế nhưng mà đây là dạng nguyên thể của nó nhá. Và nó có nghĩa là thành lập. Nó là một động từ có quy tắc. Chính vì thế cho nên là chúng ta sẽ dạng phân từ 1 của nó sẽ là found it. Và phần từ 2 cũng là found it. Đúng chưa nào? Find, found, found. Có nghĩa là tìm thấy. Phần từ tìm. Còn found, found it, found it. Có nghĩa là thành lập. Ok. Đấy là những cái trường hợp mà chúng ta hay nhầm lẫn thì các bạn lưu ý giúp cô nhé. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về các động từ bất quy tắc rồi. Bây giờ cô cho mình sẽ cùng tìm hiểu trường hợp của các động từ có quy tắc nhé. Động từ có quy tắc là regular. Regular verb.
Like a reverse. Rồi, nó đã có quy tắc rồi đúng không? Thì thông thường chúng ta sẽ hình thành bằng cách gì? Verb cộng với ed đúng không nào? Verb cộng ed. Thế tuy nhiên là trong những cái trường hợp có quy tắc vẫn có các trường hợp hơi đặc biệt một chút. Và cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu các cái trường hợp đấy là gì nhé. Đầu tiên sẽ là các động từ kết thúc bằng đuôi y, à đuôi e trong tiếng Việt và y trong tiếng Anh. Ok chưa nào? Giống như từ smile. Ok, các bạn có nhớ cái bài mà cô giảng về hiện tại tiếp diễn không? Nó sẽ na ná đấy. Cái phần thêm đuôi ing ấy, thì chúng ta có cái phần bây giờ chúng ta thêm đuôi ed đúng không nào? Trong thì hiện tại tiếp diễn, nếu mà smile thêm đuôi ing thì chúng ta phải làm gì? Bỏ e thêm ing đúng không? Ừ. Thì trong cái phần này nó cũng thế thôi. Bỏ e và thêm ed thì hoặc chúng ta có thể nói là chỉ thêm d thôi. Và giữ nguyên e đúng chưa nào? Chỉ nếu mà có e rồi thì chúng ta chỉ thêm đuôi d thôi. Và chúng ta sẽ đọc là smiled, smiled đúng chưa nào? Cô lấy tiếp một ví dụ nhá. Thế động từ see thì sao? Động từ see này cũng kết thúc bằng đuôi y mà. Tại sao lại không làm như thế này nhỉ? À, các bạn chú ý của cô cho cô nhá, là động từ see này nó làm sao? Bất quy tắc đúng không nào? Chúng ta đang chỉ xét những cái động từ có quy tắc mà thôi. Động từ see bất quy tắc cho nên chúng ta phải tra bảng cột 2 và nó sẽ là saw. Saw đúng không nào? Rồi. Đây là động từ kết thúc đuôi y thì chúng ta sẽ chỉ thêm đuôi d thôi nhá. Ok, đấy là cái trường hợp đầu tiên. Cái trường hợp mà hơi đặc biệt một chút tiếp theo, các bạn có nhớ từ stop? Từ stop các bạn nhớ không nào? Nếu mà thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta phải làm sao? Gấp đôi phụ âm và thêm ing đúng không? Đấy. Ở đây chúng ta cũng phải gấp đôi phụ âm và thêm ed. Bởi vì sao đây? Các bạn thấy là gì? Cái nguyên âm o đúng không? Nó sẽ bị kẹp bởi phụ âm t và p. Đó, vậy là cái từ nó kết thúc bởi gì? Phụ âm này, xong đến nguyên âm này, xong đến phụ âm. Chúng ta sẽ phải làm sao? Gấp đôi cái phụ âm này và rồi mới thêm ed đúng chưa nào? Thế còn từ này thì sao? Này, các bạn thử đoán cho cô từ này sẽ xử lý sao nhá. Từ treat chúng ta làm gì? Có gấp đôi không? À không nhá, không gấp đôi bởi vì sao? Đằng trước nó là một nguyên âm đây này, nguyên âm e này. Đó, thì cái chữ gì? Nó kết thúc bằng gì? Nguyên âm này, xong lại đến nguyên âm này, xong lại đến phụ âm. Thì nó không có cái nguyên âm bị kẹp bởi hai phụ âm đúng không nào? Thì chúng ta vẫn làm như thông thường thôi. Và chúng ta sẽ thêm ed, nó sẽ thành cheated. Ok, cheated. Một từ tiếp theo các bạn thử cho cô nhé. Từ trouble. Trouble thì sao? Mình còn phải gấp đôi phụ âm không? Rồi, mình gấp đôi phụ âm không sao cả. Trouble, troubled. Thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể không gấp đôi phụ âm mà vẫn thêm được ed. Bởi vì sao? Cái cách này là cách của tiếng Anh và cách này là cách của tiếng Anh Mỹ. Cả hai cách đều đúng cả, không sao cả nhá. Rồi, đến cái trường hợp thứ ba. Ok, trường hợp thứ ba, các từ kết thúc bằng y. Từ kết thúc bằng đuôi y dài được chưa nào? Cô ví dụ như từ học này, study, đúng chưa? Nó sẽ thành gì? Studied. Ok chưa nào? Rồi, cô ví dụ từ gì? Play, cũng kết thúc bằng đuôi y. À, thế nó có thành như thế này không? Y dài đến y ngắn xong rồi thêm ed không? Nó có giống từ study không? Không đúng không? Rồi, cái này chúng ta chưa bao giờ thấy. À, cái này chúng ta chỉ có thể là play và thêm ed được thôi đúng không nào? Vậy thì chúng ta thấy sự khác biệt gì của hai từ này? Chính xác rồi, y kết thúc là y nhưng mà phải là gì? Phụ âm cộng với y cơ. Kết thúc là một phụ âm xong rồi cộng với y thì chúng ta mới bỏ y ngắn và thêm đuôi, à cô xin lỗi nhá, y ngắn thành y dài đúng không? Y ngắn thì thành y dài thành y ngắn và chúng ta sẽ cộng với đuôi y đi đúng không nào?
thì giống như cái mẫu, cái ví dụ study này. Đấy. Còn nếu mà nó kết thúc là gì? Nguyên âm xong lại cộng với y, thì chúng ta sẽ chỉ thêm y đi như các trường hợp thông thường thôi. Chúng ta sẽ không phải bỏ y dài thêm y ngắn gì cả đâu nhá. Ok. Và trong cái phần này cô có một cái lưu ý nữa đối với các bạn. Đó chính là cái từ này này. Cô sẽ viết sang bên này nhá. Từ lie. Ok. Từ lie nghĩa là gì nhỉ? Nói dối đúng không? Từ lie còn có nghĩa là gì nữa không? À, chính xác rồi, từ lie còn có nghĩa là nằm, đúng không? Từ này nó có hai ý nghĩa. Đấy. Và cái từ này nhá, lie nói dối nhá, nó sẽ là từ gì? Có quy tắc và nó sẽ rơi vào cái trường hợp này này. Kết thúc là đuôi e, chúng ta sẽ chỉ thêm đi thôi. Chỉ thêm chữ d thôi. Nó là lied, lied, đã nói dối, ok. Còn nếu mà từ lie này, cái trường hợp nó nghĩa là nằm, thì nó là trường hợp bất quy tắc rồi. Nó sẽ là lie, lay và lay. Lay, lie, lay, lay. Và đấy là những cái lưu ý của cô trong mục các động từ có quy tắc, các bạn lưu ý nhé. Ok, chúng ta vừa tìm hiểu về các động từ có quy tắc đúng không nào? Các động từ có quy tắc đều thêm đuôi ed hết, đúng không? Thế nhưng mà liệu rằng cái đuôi ed này có phải lúc nào mình cũng đọc là gì? It không, it không. Không đúng không nào? Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách phát âm. Tìm hiểu về cách phát âm của đuôi ed nhé. Alright. Cách phát âm của đuôi ed, cô giới thiệu luôn, chúng ta sẽ có 3 cách là ch, là d và là id. Đó. Nhiều bạn thì vẫn tưởng là cứ đuôi ed là chúng ta phát âm bằng cách này này, nhưng mà không phải đâu. Sẽ có nhiều trường hợp chúng ta phát âm là ch và d hơn nhá. Rồi, vậy thì với âm nào thì chúng ta sẽ phát âm là d, id? Chúng ta sẽ đi vào trường hợp này đầu tiên. Đó là các từ kết thúc bằng đuôi ch hoặc là đuôi d. Các bạn chú ý nhé, là chúng ta xét trên âm thanh. Đó là âm ch, âm d, không phải là chữ t và chữ d đâu nhé. À, các bạn sẽ thấy này, các cái từ kết thúc bằng hai âm này đúng không? Hai âm ch và âm d. Ví dụ muốn là gì nhỉ? Muốn là want. Ok. Và chúng ta sẽ có là wanted. Wanted. Cần là gì? Là need. À, chúng ta sẽ có need. Need. Now, want. Need. Wanted. Needed. Ok chưa nào? Rồi. Thế các từ nào thì chúng ta sẽ phát âm là trước khi đi vào lý giải cho các bạn biết về các từ nào chúng ta phát âm là ch, thì cô sẽ giới thiệu trước cho các bạn khái niệm về âm hữu thanh và âm vô thanh nhé. Bản thân cái âm ch nó là âm vô thanh. Được chưa nào? Của âm d nó là âm hữu thanh. Alright. À, vô thanh với hữu thanh có phải là có âm thanh và không có âm thanh không? À, không phải đâu. Chúng ta cứ phát ra là nó có âm thanh rồi. Phải có âm thanh thì chúng ta mới nghe được cô nói chứ, đúng không nào? Vô thanh nó là gì? Những cái âm mà âm thanh nó được tạo bởi cái luồng hơi các bạn phát ra khỏi miệng rất mạnh. Ok, ví dụ như ch, sh, ch. Alright. Còn hữu thanh, cái âm thanh nó được tạo ra bởi cái việc các bạn dùng cổ họng của mình nhiều hơn. Dùng cổ họng, dùng dây thanh quản để phát ra âm thanh, ví dụ như âm d, d, g, g. Âm gì? Đúng chưa nào? Để khi các bạn đặt tay lên cổ họng mình này, các bạn phát âm những cái âm vô thanh ấy, đúng chưa nào? Nó sẽ không dùng cổ họng mình nhá. Ví dụ như à, những cái âm này các bạn có cố gắng như thế nào thì mình cũng không thể nào mà nói to được. Cô ví dụ nhá, cô đang cố gắng nói rất to này. À,
thì cô chỉ có thể nói to hơn bằng cách là cô đẩy cái luồng hơi ra một cách thật mạnh thôi. Ok. Còn với những cái âm hữu thanh, các bạn đặt tay lên cổ này, cổ các bạn sẽ rung, bởi vì chúng ta dùng cổ họng để phát ra âm thanh mà. Và những cái âm này thì rất dễ dàng để phát ra tiếng to, ví dụ như D, D, G, G, đúng chưa nào? G, G. Đó. Vậy nhá, và chúng cô sẽ phân tích một chút nữa. Vậy thì những cái âm nào thì là âm vô thanh và những cái âm thế nào thì là âm hữu thanh? Chúng ta có nguyên âm và có phụ âm, đúng chưa? Thứ nhất là nguyên âm. Nguyên âm thì luôn luôn là âm hữu thanh. Các bạn thử tập luyện tập cùng cô nhá. Âm này U, O, A, đúng chưa nào? I, E, đúng chưa nào? Đều là những âm hữu thanh. Chúng ta sẽ có nguyên âm ở đây. Thế. Và chúng ta sẽ có những cái gì nữa? Âm hữu thanh sẽ gồm nguyên âm và những gì? Phụ âm hữu thanh, như cô vừa lấy ví dụ đấy. G, G, M. Đó. Các phụ âm. Phụ âm nhá, consonant. À, nhưng mà phải là gì? Hữu thanh cơ. Hữu thanh cô sẽ ký hiệu như thế này này. Đây không phải là cô ký hiệu đâu mà là ký hiệu quốc tế đấy. Voiced. À, voiced consonants. À, những phụ âm hữu thanh. Còn những cái âm vô thanh của chúng ta chỉ có thể là những cái phụ cô xin lỗi, những cái âm vô thanh của chúng ta chỉ có thể là những cái phụ âm vô thanh thôi. Nó chỉ có thể là phụ âm thôi. Là unvoiced consonants. Đó, unvoiced consonants. Ví dụ như là p, t, s, k, được chưa nào? Right. Rồi, sau khi đã biết về âm vô thanh và âm hữu thanh rồi thì cô sẽ giảng tiếp cho chúng ta khi nào thì chúng ta phát âm là t, khi nào chúng ta phát âm là d nhá. Cô sẽ viết như thế này. Rất dễ dàng thôi. Đó là các phụ, các từ mà kết thúc bằng một nguyên âm, à kết thúc bằng một âm vô thanh. Anh cắt của em đoạn này nhé. Đó là các từ kết thúc bằng âm vô thanh. Kết thúc bằng âm vô thanh. Âm không rung cổ họng đấy. Ví dụ động từ nấu, nấu là cook đúng không? Chúng ta sẽ có cook. À, không rung cổ họng và luồng hơi bắn ra rất mạnh. Cook là một âm vô thanh, vậy chúng ta sẽ đọc là gì? Cook, cook, đúng chưa nào? Cook. Còn từ gì nữa? Nhảy hoặc là bỏ qua. Từ bỏ qua nhá thì chúng ta sẽ có gì? Skip. Skip, không dùng cổ họng này, luồng hơi bắn ra để tạo thành âm thanh skip. Thì chúng ta sẽ đọc là skip. À, và cái từ skip này các bạn thấy đúng không? Một cái nguyên âm bị kẹp bởi hai phụ âm thì chúng ta sẽ gấp đôi cái phụ âm đằng sau thành skip. Ok nhá. Rồi. Cô sẽ lấy ví dụ tiếp này. Từ này sao? Rửa này. Watch. Watch thành watched, đúng chưa nào? Watched. Xem phim. Watch. Watch thành watched. Watched, đúng chưa nào? Watched. Ok. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là những cái từ mà kết thúc bằng âm vô thanh thì chúng ta sẽ phát âm là t, tức là một âm vô thanh. Thế thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Vô thanh sẽ đi với vô thanh thôi. À, dễ dàng. Kê trên nào. Tiếp, tương tự đối với các âm hữu thanh. Kết thúc bởi âm hữu thanh, cô viết tắt là HT nhá. Thì chúng ta sẽ phát âm đuôi ED là D. Được chưa nào?
kết thúc bằng âm vô thanh phát âm là t, còn kết thúc bằng âm hữu thanh phát âm là d. Trong đó bản thân âm d cũng là một âm hữu thanh, ok chưa? Thì âm hữu thanh chúng ta sẽ có bao gồm gì? Đúng rồi, nguyên âm này và phụ phụ âm hữu thanh, đúng chưa nào? Ok, nguyên âm thì cô có từ gì ở đây? Play. Nguyên âm a, đúng không nào? Nguyên âm đôi a. Cô sẽ có từ played. Played. Rồi. Từ nữa kết thúc bằng nguyên âm này. Từ way. Way. Cái chữ gh này chúng ta không phát âm đúng không? Way. Vậy thì thêm đôi ed chúng ta sẽ phát âm là gì? Wayed. Wayed nhá. Rồi, đây là những trường hợp là âm hữu thanh là nguyên âm. Thế còn những trường hợp mà âm hữu thanh là phụ âm hữu thanh thì sao? Chúng ta có phụ âm gì nhỉ? Ok, L. Chúng ta có từ smile. Smile. Ok. Ồ, oh, hữu thanh. Smiled. Smiled. Tiếp chúng ta có gì nữa? Âm kết thúc bằng âm hữu thanh thì phát âm là d. Bản âm d là một âm hữu thanh. Vậy thì chúng ta kết luận gì? Từ 2, phần 2 và phần 3. À, đúng rồi. Âm vô thanh thì chúng ta sẽ phát âm âm ed thành âm vô thanh là t, đúng không? Vậy thì vô thanh đi với vô thanh, còn hữu thanh đi với hữu thanh. Và cô nhắc lại nhé, âm vô thanh là những cái âm mà các bạn bật hơi này, không rung cổ họng, thấy chưa nào? Còn âm hữu thanh là âm các bạn nói ra bằng cái việc các bạn rung cổ họng, rung cổ họng. Đúng không? Nào. À, các bạn thấy cổ họng của mình rung. Đúng chưa nào? À, các bạn nhớ cái phần như thế này nhá, để chúng ta luyện tập cách phát âm đuôi ED nhá. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta đã học rất nhiều về thì quá khứ đơn rồi. Rất nhiều kiến thức đúng không nào? Các bạn muốn biến nó thành của mình thì các bạn phải luyện tập chăm chỉ nhá. Và cô chúc các bạn tự tin, cô chúc các bạn học tập thật tốt và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.